chỉ vài ngày sau khi xảy ra cuộc đảo chính bất thành thì ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố hạ lãi suất cho vay qua đêm với các ngân hàng thương mại nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang bị ảnh hưởng từ biến động chính trị. Đây là tháng thứ năm liên tiếp Thổ Nhĩ Kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế. Lần này ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ quyết định hạ lãi suất cho vay 25 điểm cơ bản xuống 8,75% một năm, mức lãi suất này tương ứng với dự báo của các chuyên gia. Hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 7, đồng lira rất giá mạnh khi khủng hoảng chính trị đến hồi căng thẳng. Xe thiết giáp tiến vào đường phố thủ đô Ankara và thành phố Istanbul đòi lật đổ tổng thống. Đã có một số ý kiến quan ngại việc ngân hàng trung ương nếu hạ lãi suất liệu có khiến lạm phát gia tăng khi đồng lira đang xuống thấp hay không. Tuy nhiên, sau vụ đảo chính bất thành, đồng lira phục hồi. Để thổi luồng gió mới vào thị trường sau khủng hoảng chính trị lần này, Phó Thủ tướng Mehmet Simsek cho biết, ngân hàng trung ương đã hứa hẹn sẽ cung cấp thanh khoản không giới hạn cho các nhà băng, nhưng sẽ không can thiệp vào thị trường ngoại hối. Ủy ban chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương cho biết các chính sách sắp tới sẽ tùy thuộc vào tình hình lạm phát. Hiện giá tiêu dùng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm nhưng vẫn cao hơn mức 5% mục tiêu của chính phủ.